anh em nha. Đó, cửa hàng tương đối là được được anh em ha. Đấy, thì đang đóng nhớt cho khách nha anh em nha. Nhu cầu nhớt của anh em Tết thì rất là cao. Này, ví dụ như mấy khách này là họ lấy 10 chai, 20 chai nhiều rồi. Đó, là bên mình anh này lấy một thùng nha. Một thùng, một khách lấy một thùng, một khách lấy mấy chai á, 10 chai, 20 chai gì đó. Một thùng nữa là 24 chai nha anh em nha. Thùng 24 chai. Nói chung là giá Tết thì tốt cho anh em. Đặc biệt anh em thợ luôn, mua về thay xe nhà, thay cho khách. Tại vì anh em mua để thay khách là nhiều. Thì đây, nhớ là nhớ Super One nha anh em nha. Super One, thông số là 1540. Đây này, sản xuất ở Thái Lan nha anh em nha. Thái Lan. Đó, made in Thái Lan nha anh em nha. Đây, made in Thái Lan này. Đó, anh em thấy chưa? Nói chung là yên tâm luôn, hàng này là anh em yên tâm. Đó, một thùng là 24 chai, 800ml nha anh em nha. Đó, thì mình đang chia nhỏ ra để giao cho khách nè. Đó, thì một khách là lấy một thùng 24 chai. Rồi khách này thì lấy 10 chai. Đấy, anh em nào thích nhớt thì liên hệ với mình. Đây, nói nhiều lúc anh em không tin nhớt thùng này không nhớt. Không phải thùng gì, không nhớt nha anh em nha. Đó, giao tận nhà cho anh em nha. Anh em nào cần thì có liên hệ với Đạt. Một chai cũng ship nha anh em. Giá là 140.000 một chai nha. Nhớt này là nhớt Thái Lan nha anh em nha. Made in Thái Lan. Thông số là cực kỳ xịn luôn, 1540, chỉ những cái nhớt cao cấp thôi nó mới có thông số này nha. Đó, chứ không phải là nhớt thường nha. Những cái nhớt cát trôn này kia mà thông số 1540 này nó cũng 100 mấy 200 ngàn một chai đó. Đây. Đó, nhớt anh em yên tâm nha, đúng nhớt xịn nha. Đấy. Chai nhớt Super One. Đây. Ok cho anh em, yên tâm ha. Đó, thì giá là 140.000 một chai. Anh em nào cần thì liên hệ với shop nha. Lấy xỉ thì có bớt cho anh em nha. Có bớt và có khuyến mãi thêm. Thì anh em nào cần thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn chị em rất là nhiều luôn.